Vì sao? Vì đối với việc chấp tướng phân biệt của chư Phật Thế Tôn và các đệ tử đã diệt độ mà tùy hỷ hồi hướng qua vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì gọi là có sở đắc lớn. Cho nên các đại Bồ Tát muốn đối với công đức thiện căn của Như Lai và các đệ tử phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng qua vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề đúng đắn thì không nên ở trong đó mà phát khởi có sở đắc chấp tướng phân biệt để tùy hỷ hồi hướng. Nếu ở trong đó mà khởi có sở đắc chấp tướng phân biệt mà tùy hỷ hồi hướng thì Phật không thuyết nghĩa lợi ích lớn nào kia. Vì sao? Vì tâm tùy hỷ hồi hướng như vậy là vọng tưởng phân biệt, gọi là có lẫn chất độc. Tùy ăn uống có đầy đủ sắc hương thượng diệu, mùi vị ngon ngọt nhưng lại là thuốc có lẫn chất độc. Người ngu hiểu biết cạn cả tham lam lấy và ăn. Ban đầu tuy rất vừa ý, vui vẻ khoái lạc nhưng sau đó thức ăn tiêu hóa rồi chịu khổ bội phần, hoặc dẫn đến chết hoặc gần mất mạng. Một người như thế thì không khéo thọ trì, không khéo quan sát nghĩa lý câu văn của Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm, không khéo đọc tụng, không khéo thông đạt nghĩa lý thậm thâm mà lại bảo người trùng tánh đại thừa. Thiện nam tử đến đây, ông đối với chư Phật Thế Tôn trong ba đời, từ lúc mới phát tâm cho đến khi đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chuyển pháp luân vi diệu độ thoát các hữu tình, nhập vô dư y niết bàn, rồi cho đến lúc pháp diệt, trong khoảng thời gian đó, nếu tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến trí nhất thiết tướng, đã tập sẽ tập, đang tập thiện căn, hoặc thành thục hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, đã tập sẽ tập, đang tập thiện căn, hoặc giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn của Như Lai và vô lượng vô biên công đức khác, hoặc tất cả thiện căn hữu lậu vô lậu của đệ tử Phật, hoặc đã thọ ký, sẽ thọ ký, đang thọ ký của chư Như Lai, hoặc công đức của trời người vân vân, độc giác Bồ Đề, hoặc các thiện căn đã tập, sẽ tập, đang tập của trời rồng Atula vân vân, hoặc các thiện nam thiện nữ vân vân. Đối với các công đức phát sanh thiện căn tùy hỷ hồi hướng, như vậy tập hợp tất cả sự tùy hỷ hiện tiền, đem cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Tùy theo lời thuyết tùy hỷ hồi hướng như thế là dùng có sở đắc chấp tướng phân biệt làm phương tiện, cũng giống như các loại thức ăn uống có lẫn thuốc độc ở thế gian, ban đầu thì lợi ích nhưng về sau thì tổn hại, nên chẳng phải khéo tùy hỷ hồi hướng này. Vì sao? Vì dùng có sở đắc chấp tướng phân biệt để phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng, có nhân có duyên, có tác ý, có hí luận, không phải Bát Nhã Ba La Mật Đa, đó là tạp xen lẫn chất độc, nên gọi là phỉ báng Phật, không tùy thuận theo lời Phật dạy, không theo lời pháp thuyết. Những vị nào có chủng tánh Bồ Tát không nên theo lời thuyết kia mà học. Vì vậy đại đức nên thuyết thế nào để các thiện nam tử vân vân an trụ Bồ Tát thừa? Đối với công đức thiện căn của chư Phật và các đệ tử ở ba đời tùy hỷ hồi hướng, nghĩa là chư Phật kia từ lúc mới phát tâm cho đến khi pháp diệt, trong khoảng thời gian đó, nếu tu Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến trí nhất thiết tướng thì tập học các thiện căn, như vậy cho đến nếu các thiện nam thiện nữ vân vân đối với các công đức phát sanh tùy hỷ hồi hướng thiện căn, các thiện nam thiện nữ vân vân an trụ Bồ Tát thừa, làm thế nào đối với công đức thiện căn kia phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Cụ thọ thiện hiện đáp Bồ Tát tiểu thị: các thiện nam thiện nữ vân vân an trụ Bồ Tát thừa hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thậm, vị ấy không muốn phỉ báng Phật mà phát tâm tùy hỷ hồi hướng, phải nghĩ như vậy: trí Phật vô thượng của chư Như Lai, hiểu rõ sự biến tri công đức thiện căn có tánh như vậy, có tướng như vậy, có pháp như vậy, nhưng có thể tùy hỷ, tôi này cũng nên tùy hỷ như vậy. Giống như trí Phật vô thượng của chư Như Lai hiểu rõ sự biến tri, nên dùng việc phước nghiệp như vậy hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tôi này cũng nên hồi hướng như vậy. Các thiện nam thiện nữ vân vân an trụ Bồ Tát thừa, đối với công đức thiện căn của chư Như Lai và các đệ tử nên tùy hỷ hồi hướng như thế. Nếu tùy hỷ hồi hướng như thế thì không phỉ báng Phật, đó là theo lời dạy của Phật, theo pháp Phật thuyết. Đại Bồ Tát này dùng tâm tùy hỷ hồi hướng như vậy, không xen tạp các loại độc, có thể đến cứu cánh. Lại nữa, đại sĩ, các thiện nam thiện nữ vân vân an trụ Bồ Tát thừa hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, đối với các công đức thiện căn của chư Như Lai và các đệ tử nên tùy hỷ hồi hướng như vậy.
như sắc uẩn vân vân không rơi vào ba cõi, chẳng bị lệ thuộc ba đời. Tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy, cho đến trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không rơi vào ba cõi, chẳng bị lệ thuộc ba đời, tùy hỷ hồi hướng cũng lại như vậy. Như các giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí quyến uẩn, không rơi vào ba cõi, chẳng bị lệ thuộc ba đời, tùy hỷ hồi hướng cũng lại như vậy. Vì sao? Như các pháp kia tự tánh không, không rơi vào ba cõi, chẳng bị lệ thuộc ba đời, tùy hỷ hồi hướng cũng lại như vậy. Nghĩa là tự tánh của chư Như Lai là tự tánh không, nên không rơi vào ba cõi, chẳng bị lệ thuộc ba đời. Công đức của chư Phật tự tánh không, nên không rơi vào ba cõi, chẳng bị lệ thuộc ba đời. Thanh văn độc giác và trời người vân vân tự tánh không, nên không rơi vào ba cõi, chẳng bị lệ thuộc ba đời. Các thiện căn đó tự tánh không, nên không rơi vào ba cõi, chẳng bị lệ thuộc ba đời. Đối với việc tùy hỷ kia tự tánh không, nên không rơi vào ba cõi, chẳng bị lệ thuộc ba đời. Chỗ pháp hồi hướng tự tánh không, nên không rơi vào ba cõi, chẳng bị lệ thuộc ba đời. Người hồi hướng tự tánh không, nên không rơi vào ba cõi, chẳng bị lệ thuộc ba đời. Nên khi Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đà Thậm Thâm, như thật biết rõ năm uẩn vân vân, các pháp không rơi vào ba cõi, chẳng bị lệ thuộc ba đời. Nếu không rơi vào ba cõi, chẳng bị lệ thuộc ba đời, thì không thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, có sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì uẩn vân vân các pháp tự tánh bất sanh. Nếu pháp bất sanh thì vô sở hữu, không thể dùng pháp vô sở hữu tùy hỷ hồi hướng vô sở hữu, cho nên Đại Bồ Tát hay tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề như vậy, không xen tạp độc hại, có thể đến cứu cánh. Các thiện nam thiện nữ vân vân an trụ Bồ Tát thừa, nếu dùng hữu tướng làm phương tiện hoặc có sở đắc làm phương tiện, đối với các công đức thiện căn của chư Như Lai và các đệ tử mà phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng, nên biết đây là tùy hỷ hồi hướng tà. Phát tâm tùy hỷ hồi hướng tà thì chư Phật Thế Tôn không khen ngợi. Tâm tùy hỷ hồi hướng như vậy chẳng phải là việc để Phật Thế Tôn khen ngợi, cho nên không thể viên mãn bố thí vân vân sáu pháp ba la mật đa, cho đến không thể viên mãn trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Do các công đức không viên mãn, nên không trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật thành thục hữu tình. Do không thể trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật thành thục hữu tình, nên không chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì do phát khởi sự tùy hỷ hồi hướng có tướng, có sự xen tạp độc hại. Lại nữa đại sĩ, nên khi Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên nghĩ như vậy: tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác ở mười phương thế giới, như thật thông đạt công đức thiện căn, và pháp như vậy có thể nương tựa là pháp phát sanh không điên đảo, tùy hỷ hồi hướng. Tà này cũng nên y vào pháp như vậy mà phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, đó là pháp tùy hỷ hồi hướng đúng đắn, do đó nhất định chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, độ các hữu tình cùng tận đời vị lai. Lúc bấy giờ Thế Tôn khen ngợi thiện hiện: lành thay, lành thay, nay ông đã vì tất cả Đại Bồ Tát mà làm Phật sự lớn, nghĩa là vì các Đại Bồ Tát mà khéo thuyết không điên đảo sự tùy hỷ hồi hướng. Việc thuyết tùy hỷ hồi hướng như vậy là dùng vô tướng, vô đắc, vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, vô tánh, tự tánh, tự tướng, tánh không, đều làm phương tiện. Cũng dùng pháp tánh, pháp giới, chân như cho đến cảnh giới bất tư nghị làm phương tiện. Thiện hiện nên biết, giả sử tất cả hữu tình ở 3.000 đại thiên thế giới đều được thành tựu 10 thiện nghiệp đạo, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 thần thông, thì ý ông thế nào các hữu tình này được phước đức nhiều chăng? Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy: thiện hiện, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào đối với công đức thiện căn của chư Như Lai và các đệ tử khởi tâm không nhiễm trước, tùy hỷ hồi hướng, công đức đạt được nhiều hơn trước. Thiện hiện nên biết, các thiện nam thiện nữ vân vân này khởi tâm tùy hỷ hồi hướng như vậy đối với các thiện căn khác là tối tôn, là tối thắng, là tôn quý, là cao cả, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng. Lại nữa thiện hiện, giả sử tất cả hữu tình ở 3.000 đại thiên thế giới đều đắc quả dự lưu Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, độc giác Bồ Đề,
nếu các thiện nam, thiện nữ, vân vân, đối với các vị dự lưu cho đến độc giác kia trọn đời đem tất cả vật cúng dường để dâng lên vị ấy một cách cung kính, tôn trọng và khen, thì ý ông thế nào? Các thiện nam, thiện nữ, vân vân này do nhân duyên đầy mà được nhiều phước đức chăng? Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật bảo, thiện hiện, các thiện nam, thiện nữ, vân vân nào đối với công đức thiện căn của chư Như Lai và các đệ tử, khởi tâm vô nhiễm, tùy hỷ hồi hướng, công đức này đạt được nhiều hơn trước. Thiện hiện nên biết, các thiện nam, thiện nữ, vân vân này nên phát khởi tùy hỷ hồi hướng như thế, đối với các thiện căn khác là tối tôn, là tối thắng, vân vân. Lại nữa, thiện hiện, giả sử tất cả hữu tình ở 3.000 đại thiên thế giới đều hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nếu có tất cả hữu tình ở 10 phương hằng hà xa vân vân thế giới, tất cả đều đem đầy đủ sự cúng dường mà dâng lên, trải qua hằng hà xa vân vân đại kiếp như cúng dường, cung kính, tôn trọng ngợi khen, thì ý ông thế nào các hữu tình do nhân duyên này mà được nhiều phước đức chăng? Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phước đức như vậy nếu có hình sắc, 10 phương hằng hà xa thế giới đều không thể chứa hết được. Phật dạy, thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Thiện hiện nên biết, nếu các thiện nam, thiện nữ, vân vân nào, đối với công đức thiện căn của chư Như Lai và các đệ tử khởi tâm không nhiễm trước, tùy hỷ hồi hướng, công đức đạt được hơn trước rất nhiều. Thiện hiện nên biết, các thiện nam, thiện nữ, vân vân, khởi tâm tùy hỷ hồi hướng như thế, đối với các thiện căn khác là tối tôn, là tối thắng, vân vân. Thiện hiện nên biết, đem phước đức trước so với công đức sau, không bằng 1%, không bằng 1/1000, cho đến không bằng 1 phần cực nhỏ. Vì sao? Vì 10 thiện nghiệp đạo, 4 tịnh lợi vân vân của các hữu tình kia đều dùng hữu tướng và có sở đắc làm phương tiện, cho nên các thiện nam, thiện nữ vân vân kia dùng đầy đủ sự cúng dường mà dâng lên bậc dự lưu cho đến bậc phát tâm đại bồ đề, cũng dùng hữu tướng và có sở đắc làm phương tiện. Lúc bấy giờ 4 đại thiên vương cùng với 32.000 quyến thuộc thiên tử đến đảnh lễ sát chân Phật và chắp tay cung kính bạch Phật. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát kia mới có thể phát tâm tùy hỷ hồi hướng rộng lớn như thế, nghĩa là phương tiện thiện xảo của đại Bồ Tát kia là dùng vô tướng, vô sở, đắc, không nhiễm trước, không tư duy, không tạo tác làm phương tiện, đối với công đức thiện căn của chư Như Lai và các đệ tử, phát khởi tùy hỷ hồi hướng không điên đảo. Sự phát khởi tùy hỷ hồi hướng như vậy không rơi vào trong hai pháp và không hai pháp. Khi ấy, trời Đế Thích và thiên tử Tô Dạ Ma, thiên tử San Đổ Sử Đa, thiên tử Thiện Biến Hóa, thiên tử Tối Tự Tại cùng vô lượng trăm ngàn các thiên tử khác, cầm các loại tràng hoa thượng diệu, hương bột, hương xoa, y phục anh lạc, cờ đèn, hương hoa, chân kỳ, tấu nhạc trời, để cúng dường Phật, đảnh lễ sát chân Phật và chắp tay bạch.